Phát hiện cổ vật 6.000 năm tuổi trong bụng cá sấu quái vật khiến giới khoa học ngỡ ngàng. Cá sấu là loài động vật ăn tạp, chúng có thể sống khá dễ dàng, thích hợp kể cả vùng nước mặn hay vùng nước ngọt. Chúng có thể ăn những con mồi nhỏ bé hơn mình, thậm chí là to bằng chúng. Loài vật này đôi khi sẽ nuốt phải những thứ mà chúng ta chưa biết đến. Ông John Hamilton cho biết ông đã có một chuyến đi săn đáng nhớ nhất đời sau khi bắt được con cá sấu quái vật dài gần 4 mét, nặng 340 kg, sinh sống trong hồ Eagle. Sau đó, phát hiện trong bụng nó chứa toàn cổ vật quý giá, bao gồm một phần ngọn giáo của thổ dân Mỹ có niên đại khoảng 6.000 năm trước công nguyên. Dù vật thể này nhìn giống đầu mũi tên, thực chất nó lại là chớp của một vũ khí sơ khai. Nó có công dụng tăng tốc độ của một ngọn giáo sau khi được phóng đi. Cổ vật thứ hai được phát hiện trong bụng con cá sấu được ông Stanes xác định là một quả dọi có từ năm 1700 trước công nguyên. Công dụng của vật thể bằng sắt này chưa được xác định. Theo các nhà khoa học, giống như loài chim, cá sấu vốn có hàm răng chắc khỏe nhưng vẫn nuốt đá vào bụng. Hành động này giúp chúng tiêu hóa những món ăn khó tiêu như xương, hoặc cũng có thể do nó vô tình nuốt nhầm chẳng hạn khi nó ăn con mồi. Tất cả mọi người bị choáng váng sau khi kiểm tra dạ dày của con cá sấu này. Trời ơi, thế mà nó cũng nuốt được, tôi không hiểu nó tiêu hóa bằng cách nào. Vật thể kia trông giống mũi tên của mấy ngọn giáo tôi thường xem phim quá. Bạn có biết thêm thông tin gì về vật thể kỳ lạ giống quả dọi trong bụng con cá sấu này không? Hãy nêu ra quan điểm của bạn cho trùm tin bí ẩn biết với nha!